Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mẫu đèn sân khấu chuyên nghiệp, đó là đèn Moving Beam 230 của thương hiệu Naisun. Thì đây là cái mẫu GA082B, một cái mẫu đèn pin chuyên nghiệp công suất 230W. Thì Naisun là một cái thương hiệu chuyên sản xuất đèn sân khấu cao cấp, được công ty Hoàng Tùng phân phối tại thị trường Việt Nam cũng khá là lâu rồi. Các cái sản phẩm đèn của Naisun rất là chất lượng, nó cho độ sáng cao, cái hiệu suất nó trình diễn nó sẽ cao hơn, cũng như là cái chất lượng nó cũng khá là bền. Thì bên mình lắp các cái sản phẩm đèn Naisun cho các cái quán bar cũng như là các cái hội trường cũng khá là nhiều, hầu như cũng ít khi phải bảo hành. Các cái sản phẩm của Naisun xuất đi rất là nhiều nước châu Âu, do đó nó có chất lượng rất là cao. Thì trở lại cái mẫu GA082B này, thì nó là một cái phiên bản giá rẻ của cái dòng GA082K. Thì hầu như cái nó cũng có các cái thông số tương tự như cái mẫu đèn chuyên nghiệp đó, nhưng giá thành nó chỉ tầm chưa đến một nửa so với cái mẫu GA082K đó. Thì cái mẫu 082B này thì là một cái phiên bản để Naisun nó cạnh tranh với các cái dòng đèn giá rẻ. Thì các bạn có thể mua một cái sản phẩm đèn Naisun này, nó giá nó cũng không có đắt hơn cái hàng chợ bao nhiêu hết, nhưng mà nó sẽ cho một cái chất lượng vượt trội hoàn toàn. Ok, thì giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái mẫu đèn này nhé. Thì đây là một mẫu đèn pin 230, thì chắc chắn nó sẽ sử dụng cái bóng đèn 230 rồi. Thì nó sử dụng cái bóng ốp ram 230W. Thì ốp ram thì bóng cao cấp của Đức, thì chắc các bạn dùng đèn sân khấu thì các bạn cũng biết rồi. Tuổi thọ 2000 giờ, nhiệt độ màu 8200, nó có góc sáng lên đến 25 độ, ban 540 độ và tiêu là 270. Thì nó thiết kế bằng nhựa ABS cao cấp, các cái vỏ thân dưới này thì làm bằng kim loại. Ở đây nó có một cái màn hình để chúng ta điều khiển, chúng ta có thể điều khiển cái màn hình ở đây để mình bật cái điện lên. Ok, thì nó đã reset xong rồi. Đây là cái màn hình điều khiển, chúng ta có thể chọn giữa tiếng Trung và tiếng Anh. Thì nó đang chạy tiếng Anh này. Đây là main này, đây là chính. Chúng ta có thể điều chỉnh cái màu này. Cái này nó hiển thị màu này, nhấp nháy này, dimmer, gobo, thì khi chúng ta muốn cài cái nào thì chúng ta bấm vào đó thôi. Ví dụ như màu này đó, nó cài các cái rồi focus này, zoom. Cái này nó lấy nét điện tử, ban tiêu. Đó là cái menu chính, nguồn đèn này, mở bóng đó, rất là nhiều. Qua bên set, set này thì nó sẽ có chế độ chạy này. Chúng ta đang chạy chế độ chạy thì có DMX này, cảm ứng âm thanh, rundown, auto 1, auto 2. Đó là các cái chế độ chạy. Tiếp đến là cái cài địa chỉ DMX này, rồi cài chế độ kênh, ban tiêu, tín hiệu DMX, cài đèn, rất là nhiều. Nó có rất là nhiều các cái chế độ để cho chúng ta cài đặt ở đây. Và cuối cùng là cái hệ thống. Hệ thống thì chúng ta có thể reset này, các cái chế độ kiểm tra thôi. Ok, thì nó có rất là nhiều các cái cài đặt ở trong này. Đây là màn hình. Ok, thì đó là cái màn hình cài đặt của cái BIM 230 GA082B của Naisun. Thì mẫu đèn này thì các bạn có thể để dưới đất hoặc là treo lên trên trần cũng được. Nó có đi kèm các cái tắt để cho chúng ta có thể treo lên, đi kèm dây nguồn, dây DMX đầy đủ. Đây là cái mặt sau.
sau sau thì nó cũng như bao cái đèn pin khác thôi, nó sẽ có nguồn này, ổ cắm, dây DMX in out. Nó có hai cái tay cầm đèn hai bên. Nó có khóa ban tiêu. Khóa chơi ban tiêu. Thì đèn này nó có 14 màu cộng với một màu trắng là 15. Gobo thì có 17 kiểu cộng với màu trắng. Hiệu ứng nhấp nháy 13 lần một giây. Lấy nét điện tử. Lăng kính thì có thể xoay tới và lui với chức năng định vị. Cũng khá là đầy đủ cho một cái mẫu đèn pin chuyên nghiệp. Bây giờ mình sẽ bật cho nó chạy tự động để các bạn có thể xem được cái ánh sáng của nó nhé. OK, thì đây là một cái mẫu đèn pin 230 chuyên nghiệp của thương hiệu Naisun, một cái thương hiệu chuyên sản xuất đèn sân khấu cao cấp, hàng nhập khẩu chính ngạch, có COCV, có đơn đầy đủ. Thì đây là cái mẫu GA082B. Thì các bạn có thể tham khảo thêm về cái sản phẩm này tại cái đường link website mình có để ở phần chú thích bên dưới. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, vui lòng nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn. Thank you.